Mình được tử vi hoan hỷ chào đón các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý, ngày này là ngày Bính Tuất. Tháng Kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày bính tuất, tức chi sinh cho can, có nghĩa là họ sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thổ hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành họa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi ất mùi. Về các sao tốt sáu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Đại Hùng Sa, tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công động thổ, sau hoang vu, xấu mọi việc, sau ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sau nguyệt hình, xấu mọi việc, sau ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sau quỷ khóc, kỵ về tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên với bà tuổi Tý đang có điểm báo rất dễ vướng phải những vụ tranh chấp với đồng nghiệp hoặc là bạn bè đó có thể là những việc liên quan tới lợi ích khiến cho những người bạn vốn luôn tin tưởng cũng có thể trở mặt một cách nhanh chóng thời điểm cuối năm bận rộn với bạn tuổi tí, tốt nhất là không nên làm tô chuyện, khiến cho những rắc rối ngày càng khó giải quyết hơn. Vì vậy, bạn tuổi tí cần phải giữ bình tĩnh, hết sức có thể, không nên hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với nửa kia không được mấy êm ấm. Có lẽ vì chưa thực sự tháo hiểu nhau, cho nên đôi bên thường xuyên có những bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. vài từ vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim vướng phải chuyện rắc rối ở nơi công sở, nơi làm việc. Từ vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy không nên nóng nảy làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn tử vi tuổi mậu tý thuộc họ, giải quyết công việc theo lý trí tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chưa thực sự thấu hiểu nửa kia của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau vài đánh giá của ba tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay với những đóng góp của bạn tuổi sửu cho tập thể trong suốt thời gian vừa qua đến nay đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao và bạn tuổi sửu cũng có thể sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn nữa với bạn tuổi Sửu, bạn cũng là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đôi khi quản rơi vào tình trạng bảo thủ và cứng nhắc. Bạn cần phải cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người. Bạn sẽ thấy mọi việc dù có rắc rối thì cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn tuổi xỉu cũng cần phải chú ý nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Cho dù bạn đang quản trịa tuổi đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải xây dựng chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi sao cho hợp lý để có được sức khỏe, làm mọi điều mình mong muốn. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy được cất nhắc lên vị trí phù hợp tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ suy nghĩ còn bảo thủ lạc hầu. tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này cho thấy với bà tuổi dần cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình dường như với bà tuổi dần đã quá chú tâm trong công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà Thời điểm cuối năm như thế này, bạn cũng nên chung tay với mọi người cùng sửa sang nhà cửa nữa trong công việc với bà tự dần bạn cũng khó nhận được sự đánh giá cao của tập thể vì bạn tính cao ngạo cố chấp khăng khăng làm theo ý của mình người đi trước thường có cái nhìn sắc sảo và toàn diện hơn bạn nên tham khảo ý kiến của họ trước cái đã và ngày này với bà tự dần nếu như có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi theo những hướng tốt như là thị thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn làm ăn được thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cần phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc họ dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp công việc, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, không nên kiêu ngạo, khăng khăng làm theo ý của mình. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, lắng nghe ý kiến của những người đi trước. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, chăm lo cho nhà cửa, các thành viên trong gia đình. Vài đánh giá của ba tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của ngũ hành nhị hợp cho nên với bạn tuổi mão đang rất sĩ diện bản mệnh không muốn nghe bất cứ lời nhận xét trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến với mình đây là nguyên nhân khiến cho mọi người không muốn hợp tác với bạn trong ngày hôm nay tuy nhiên với bạn tuổi mão nếu như bạn biết cách cư xử khéo léo thì ngày hôm nay lại là ngày khá chi là thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về làm ăn bạn mạnh có thể sẽ tìm được những đối tác tiềm năng đáng tin cậy và bạn cần phải giữ mối quan hệ với họ bền vững hơn Tuy nhiên trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là bạn hãy làm việc thống nhất với mọi người không nên tự làm theo ý thích của bản thân mình gây ảnh hưởng tới tín độ chung và với bạn mệnh tuổi Mão khi thảo luận với lãnh đạo bạn cũng cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy sẵn sàng phán kháng khi có bất đồng ý kiến với mình, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa nên có cách cư xử khéo léo hơn, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ thích hợp để hợp tác làm ăn, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc gặp được những đối tác tiềm năng, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim cẩn trọng khi thảo luận với người có chức cao hơn mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn đó cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại do đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi gây ra bạn mệnh tuổi thìn là người kiên trì và mạnh mẽ nhưng đôi khi lại quá nóng nảy bốc đồng cái điều này dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên nữa thời điểm này và đặc biệt là ngày hôm nay với bạn mệnh tuổi thìn không nên vội vàng quyết định về đầu tư bởi bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc là rơi vào chồng của những kẻ tiểu nhân bạn cần phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và thời đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với mình trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi thìn là nên từ bỏ những suy nghĩ cố hữu của bản thân mình lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn đôi khi những người còn ít kinh nghiệm hơn bạn lại có thể đưa ra những ý tưởng đột phá hơn nữa về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, dễ gây mất lòng với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, lợi dụng. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, không nên quá cố chấp với quan điểm của bản thân mình và đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ cho nên với bà tuổi tỵ bạn là người có giàu kinh nghiệm và đạt được nhiều thành quả nếu như làm trong lĩnh vực như kinh doanh buôn bán tuy nhiên bạn tuổi tỵ bạn không nên quá mức kiêu ngạo hay là ba hoa về những gì mình đã làm được khiến cho người khác cảm thấy phản cảm và chê cười bạn nữa. Ngoài ra, với bạn tự tị cũng có thể kiếm được một khoản tiền dựa vào vận may của mình trong ngày. Và bạn chỉ nên quay đó là một chuyện đáng mừng chứ không nên dựa dẫm hẳn vào đó và không chịu cố gắng trong những ngày về sau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tị lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tị là một người dịu dàng và biết quan tâm tới gia đình. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, đạt được nhiều thành quả trong làm ăn kinh doanh buôn bán tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên ba hoa kiêu ngạo tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên dựa dẫm vào vận may nhất thời của mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không được chạy mãng lơ là trong công việc tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nửa kia biết quan tâm và chia sẻ Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ cho nên với bà tuổi ngọ bạn là người không tính toán rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc dù là thời điểm cuối năm nhưng bạn mệnh tuổi ngọ vẫn sẵn sàng bắt tay vào công việc được giao mà không chần chừ do dự tuy nhiên chính cái điều này lại khiến cho bạn trở nên nóng vội và với bạn tuổi ngọ trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì đặc biệt là những quyết định có ảnh hưởng lớn lao bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng không nên hăng hái lúc ban đầu rồi về sau lại thành ra chán nản buông xuôi để mọi việc được đến đâu thì đến. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi ngọ và gia đình vô cùng là hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt luôn muốn ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nhiệt tình trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không nên bộ dở dựa chừng những công việc đang làm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, quan hệ với nửa kia được hòa hợp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, được nhiều người quan tâm, để ý, về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với ba tuổi mùi đang có điểm báo tự tin thái có bản mệnh tự tin cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề cho nên không muốn nghe lời nhắc nhở, lời khuyên của bất cứ ai. Bạn mệnh tuổi mùi cũng cần phải chú ý hơn trong cách giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Thời điểm cuối năm như thế này, bạn tuổi mùi lại càng cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, không nên để cho người khác hiểu lầm hoặc là nại sinh thù oán với mình. Và xem tử vi ngày này với bạn tuổi mùi ạ là ngày không thích hợp để cho bạn làm những công việc trọng đại như là khởi công, động thổ, xuất hành, cưới hỏi. Vì vậy, nếu như không quá cấp bách thì bạn nên lùi những công việc này sang một ngày khác sẽ phù hợp hơn với mình. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tự tin thái có, không muốn nghe theo lời của người khác. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, dễ mắc sai lầm trong công việc, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa không nên gây thù chúc oán với người khác tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ chú ý hơn trong cách giao tiếp tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc không nên thực hiện những công việc trọng đại Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xám màu ghi quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem từ vi ngày chủ nhật này với ba tuổi thân, đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên với bạn tuổi Thân bạn đang có được một ngày hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn có được sự thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương, chính nhờ vậy mà việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Ngoài ra, hai bên luôn chủ động giúp đỡ nhau trong công việc nữa. Với bà tuổi thân, bạn là một người cha, người mẹ, rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn muốn mình trở thành một người bạn của con cái, chứ không phải là một người bề trên, chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo mà không quan tâm tới cảm nhận của con cái. Trong công việc với bà tuổi thân, bạn là một người chăm chỉ, cần cù và luôn cố sẵn những ý tưởng sáng tạo ở trong đầu. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt với mọi người và nhận được sự tin tưởng lớn lao. Đây là yếu tố cần thiết để cho bạn được thăng tín trong tương lai. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy hòa hợp với nửa kia, từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa luôn chăm sóc giúp đỡ nửa kia, tử vi tuổi mậu than, thuộc thổ, quan tâm tới con cái của mình, tử vi tuổi canh than, thuộc mộc, có nhiều ý tưởng sáng tạo, được mọi người tin cậy, tử vi tuổi nhâm than, thuộc kim, có được cơ hội thăng tín trong tương lai. Vài đánh giá của bà tuổi than trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi dậu đang có báo hiệu gặp được nhiều may mắn trong mối quan hệ xã giao với mình bạn tuổi dậu bản mệnh dễ tạo được ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và đặc biệt là bạn nhận được sự đồng thuận của nhiều người khi làm bất cứ việc gì trong ngày hôm nay và bạn tuổi dậu nếu như bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua có thể bạn sẽ nhận được sự tuyên dương hoặc là khiên thưởng vào ngày hôm nay nữa đây chính là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để cho bạn bắt tay vào công việc mới trong năm tới bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng bạn mệnh tuổi dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình bạn luôn quan niệm người trong nhà luôn trò chuyện và tâm sự và tin tưởng lẫn nhau chính nhờ thế mà gia đình luôn gắn kết là hình tượng mẫu mực khiến cho người khác khâm phục và noi thiêu về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy quan hệ xã giao được thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được sự đồng thuận của nhiều người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ công việc có những chuyển biến tích cực tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có được cơ hội tuyên dương khen thưởng tử vi tuổi quý dậu thuộc kim gia đình quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Tuất đang có điểm báo dễ vướng phải nhiều rắc rối chốn quan trường. Bạn tuổi Tuất bạn nên biết kiềm chế bản tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh những mâu thuẫn, xô sát với người khác. Bạn cũng cần phải chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình trong ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, ngày này với bạn Tử tốt đang có những kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn. Vì thế, dù là thời điểm cuối năm, bạn cũng cần phải tránh thái độ làm việc chạy mãng được chăng hai chớ. Bạn cần phải nghiêm túc, mọi lúc mọi nơi và công việc được giao nữa. Cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tử Tuất cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng Điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng rất tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang rất hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian cho gia đình, cho dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Và bạn biết rằng gia đình chính là điểm tựa của mình khi có bất cứ biến cố gì xảy ra trong cuộc sống. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ vướng phải nhiều rắc rối trốn quan trường tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tránh mâu thuẫn xô sát với người khác tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên lơ là chạy mạng trong công việc tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nghiêm túc với công việc được giao tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy quan tâm tới gia đình của mình vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có thổ khác với thủy, điều này cho thấy về cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình. Và khi đôi bên đang còn nóng nảy thì bạn không nên cố tình nói thêm vào nữa. Trong gia đình, bạn tuổi hợi tỏa ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bản mệnh tuổi hợi vốn là người có trí tín thủ không ngại mạo hiểm thách thức bản thân mình tuy nhiên bạn lại không thích hòa nhập với mọi người trong ngày hôm nay và trong một tập thể bạn không nên cố tình tìm cách tách mình ra khỏi tập thể bạn cần phải đoàn kết với mọi người để cho công việc được tốt hơn về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ Quan hệ xã giao không được thuận lợi, từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, gặp mâu thuận với bạn bè, người thân, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, nên chủ động làm hòa với mọi người, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, hãy để ý tới cảm nhận của người khác, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên tự tách mình ra với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่ง chào กลับไลน์